Xin chào các bạn. Nếu cuộc sống không được suôn sẻ, không như bạn muốn, bạn muốn giàu có, muốn thành công, bạn muốn mọi chuyện luôn suôn sẻ, bạn hãy luôn nhủ thầm với chính mình những câu nói khẳng định sau đây. Trong 3 tháng bạn sẽ thấy kết quả tuyệt vời hơn bạn tưởng rất là nhiều. Tôi là người nhiệt tình trong tất cả mọi công việc mà tôi làm và tôi thấy hạnh phúc khi làm như vậy. Mỗi ngày tôi cam kết nhiệt tình làm công việc hiện tại như thể nó là công việc tuyệt vời nhất thế giới. Tôi biết rằng sự nhiệt tình sẽ mang lại cho tôi và những người xung quanh năng lượng. Sự nhiệt tình thu hút đến với tôi những cơ hội, những con người thành công. Tôi càng nhiệt tình thì tôi lại càng thành công. Tôi đã và đang luyện tập từng ngày đêm để trở thành một nhà lãnh đạo xuất chúng. Tôi đang luyện tập một cách bền bỉ, kiên trì, tố chất khởi xướng là nhà lãnh đạo trong mọi hành động hàng ngày của tôi. Trong tất cả môi trường mà tôi tham gia, tôi là nhà lãnh đạo xuất chúng. Tôi mặc kệ tất cả lời phê bình và tiến lên mạnh mẽ theo con đường mà tôi đã chọn. Tôi biết rằng mọi thứ đến với tôi đều có lý do của nó và nó phục vụ cho lợi ích của tôi. Tôi biết rằng một con người chỉ thất bại khi họ hoàn toàn từ bỏ và ngừng hành động để tiến tới mục tiêu của mình. Tôi đòi hỏi ở bản thân tính bền bỉ và khả năng rút ra những bài học khôn ngoan sau bất kỳ tình huống, không mong muốn nào. Ngay cả khi phải đối mặt với khó khăn thì tinh thần vẫn tôi vẫn luôn lạc quan và bình tĩnh xử lý vấn đề. Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn cho cuộc đời tôi. Tôi biết rằng tôi như hiện nay chính là do những quyết định của tôi trước kia. Tôi là ông chủ của cuộc đời tôi. Tôi quyết định bất kỳ điều gì mà tôi muốn và tôi chắc chắn tạo ra nó. Tôi chính là người kiến tạo và viết nên câu chuyện huy hoàng của chính mình. Để đạt được mục tiêu của mình, tôi sẽ hành động bền bỉ mỗi ngày, bất chấp những khó khăn thử thách có thể xảy ra. Tôi luôn dũng cảm khi phải đối mặt trước khó khăn và tôi rút ra cho mình bài học quý giá cho mỗi lần thất bại. Thực ra, khó khăn thử thách giúp tôi khôn ngoan mạnh mẽ hơn. Chính những khoảnh khắc đã rèn luyện tinh thần và ý chí của tôi. Thành công là một chặng đường hành trình thực hiện những thay đổi nhỏ tích cực mỗi ngày. Ngày từng ngày tôi đang tiến bộ và trở nên tốt hơn. Tư duy của tôi thông minh hơn và cơ thể của tôi cân đối hơn mỗi ngày. Tôi biết rằng mỗi hoàn cảnh thay đổi thì tôi phải thay đổi trước. Nhưng tôi luôn chủ động thay đổi mỗi ngày để cuộc sống của tôi trở nên tuyệt vời hơn. Tôi có thể trở thành bất kỳ ai. Tôi có thể làm bất kỳ điều gì tôi muốn. Tôi đã xây dựng cho mình bản mô tả mục tiêu rất rõ ràng trong vòng 1 đến 3 năm trong lĩnh vực mà tôi tham gia. Tôi luôn tập trung toàn bộ sức lực thực hiện mục tiêu của mình. Tôi tăng tràn năng lượng và tôi dâng trào cảm xúc khi đọc mục tiêu của mình. Và tôi chắc chắn đạt được mục tiêu đó. Tôi tin nhất định làm được. Tôi biết tôi có khả năng đạt được mục tiêu của tôi. Bởi vì tôi chăm chỉ và hành động bền bỉ mỗi ngày để có thể đạt được thành công. Tôi biết rằng điều gì thống trị tâm trí sẽ trở thành hiện thực. Nếu tôi luôn phủ đầy tâm trí của tôi những hình ảnh rõ ràng về thành công và những cảm xúc tích cực, tôi là người có khả năng tập trung xuất sắc. Tôi tập trung 100% vào mục tiêu của mình mọi lúc và ở mọi nơi. Tôi diệt trừ tất cả mọi mầm mống có thể cản trở tôi thực hiện mục tiêu của mình. Không gì có thể ngăn cản tôi tập trung hoàn thành mục tiêu mà tôi đã đề ra. Ngay cả khi trở ngại bất ngờ xảy đến thì tôi vẫn luôn tập trung hoàn thành mục tiêu của mình. Tôi là người kiên định. Tôi chọn cho mình một mục tiêu rõ ràng mỗi ngày và kiên định thực hiện đến khi hoàn thành mục tiêu. Nguồn năng lượng trong tôi căng tràn mỗi khi tôi viết ra mục tiêu của mình. Nguồn năng lượng này giúp tôi hoàn thành mục tiêu một cách xuất sắc. Tôi biết tôi là một người thành công bởi vì tôi kiên định với mục tiêu của mình. Tôi hiểu rằng mục tiêu lớn sẽ thành công nhanh hơn, hiệu quả hơn nếu có sự kết hợp, hỗ trợ của nhiều người. Cho nên tôi hòa hợp sát cánh với đồng nghiệp, đồng đội, đội nhóm của tôi để cùng nhau thực hiện những mục tiêu chung. Tôi tin tưởng vào bản thân và những người làm việc với tôi. Mỗi khi tôi làm việc với đội nhóm của mình thì năng lượng của tôi lại được cộng hưởng. Trí tuệ, sức sáng tạo của tôi được khai mở gấp nhiều lần. Tôi luôn làm việc một cách hết mình công việc hiện tại, cho dù tôi được trả công như thế nào đi nữa. Triết lý của tôi là luôn làm mọi việc tốt hơn, nhiều hơn, cung cấp dịch vụ tốt hơn so với mức được chi trả. Bởi vì tôi biết rằng chỉ có như thế tôi mới được thành công bền vững trong bất kỳ công việc nào. Tôi chọn lựa niềm tin tích cực cho mình và từ chối bất kỳ niềm tin tiêu cực nào không phục vụ cho mục tiêu của tôi. Tôi tin tôi là người thành công và mãi mãi như thế. Tôi mặc trang phục phù hợp với công việc mà tôi làm. Tôi xây dựng những tính cách tích cực dựa trên những hình mẫu mà tôi thích và mong muốn trở thành. Tôi bắt tay người khác một cách ấm áp và nhiệt tình.
tôi là con người tích cực và thành công. Tôi là con người của ánh sáng chói lọi và huy hoàng. Mỗi ngày tôi tập trung vào điểm mạnh và khen ngợi người khác. Bất kỳ điều gì xảy ra, tôi luôn tập trung vào mặt tích cực của vấn đề. Tôi là con người của tương lai tươi sáng tuyệt vời. Tôi tập trung vào những thứ mà tôi có thể làm được ngay bây giờ và giải quyết nó ngay lập tức. Tôi luôn tập trung vào điểm mạnh của người khác và nói về họ bằng những lời nói chân thành. Tôi rèn luyện thói quen giao tiếp một cách mạnh mẽ, đầy nhiệt huyết, thuyết phục trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tôi rèn luyện thói quen giao tiếp một cách mạnh mẽ, đầy nhiệt huyết, thuyết phục trong bất kỳ hoàn cảnh nào.